Thị Nở, lột xác ngoạn mục sau 30 ngày. Nguyễn Thị Huệ, Phú Thọ. Mí Lót, sống mũi thấp, mặt hốc hác. Hầm Hồ, lịch khớp cắn, cười hở lợi. 6 giờ phẫu thuật với 5 dịch vụ: chỉnh hầm hồ, trượt cầm, cắt mí, nâng mũi, cấy mỡ mặt. Thị Nở, lột xác hóa nữ thần. Hành trình lột xác một năm đã trở lại. Nộp hồ sơ giành vé vàng lột xác, truy cập hanh trinh lột xác.vn.